Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa có quyết định chỉ định cơ quan đầu mối để triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Hiệp định RCEP. Về các cơ quan đầu mối thực hiện các chương trình của Hiệp định RCEP, Phó Thủ tướng chỉ định Bộ Công Thương chủ trì thực hiện chương 1, chương 3, chương 7, chương 8 và chương 13. Các chương này liên quan đến các điều khoản ban đầu và định nghĩa chung, quy tắc xuất xứ, phòng vệ thương mại và thương mại dịch vụ. Đối với chương 2, về thương mại hàng hóa, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì thực hiện. Phó Thủ tướng cũng chỉ định các cơ quan đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin và đầu mối liên lạc với các nước đối tác, chỉ định các cơ quan đầu mối tham gia các ủy ban thực hiện Hiệp định RCEP. Trong quá trình triển khai Hiệp định, trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.